xin chào cả nhà, lại tiếp tục đi ngắm cây tham quan các vườn ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. Mỗi một nhà vườn thì sẽ có một cái sắc thái riêng, một cái không gian bài trí riêng, rất là độc đáo. Vũ Duy Thơm hả anh? Nguyễn Duy Thơm. Nguyễn Duy Thơm, vị khê Điền Xá, Nam Định, Nam Trực em nhé. Nam Trực, Nam Định. Nam Định, Nam Trực à? Chào cả nhà, cùng đi ngắm cây, ngắm vườn. Ô, cái vườn này rất hay. Có hai cái giàn này này, hoa thấy không? Hay không? Toàn chậu đá. Không có cả chậu xi măng. À, chậu xi măng nữa hả? Toàn chậu xi măng hết rồi cơ. Xi măng hết đấy. À, xi măng hết ạ. À? Xin lỗi mọi người. Trực này, một dãy trực này. Long này. Long cũng chảy đấy nhỉ. Chảy bẹ lắm. Ok ok. Việc ai người ấy làm anh nhá. Anh không phải miêu tả đâu, tôi miêu tả được rồi. Đẹp quá. Bạt ngàn là cây. Chỗ nào cũng cây. Ta đi ngắm. Ồ. Cái cây này rất hay. Nó như là cây xanh mũi hài ấy. Dăm nó rất dày. Lá rất nhỏ. Rất là thú vị. Cái điều mà đầu tiên mà chúng ta cảm thấy rất là vui đó chính là cái không gian xanh ở mỗi một cái làng nghề hoa cây cảnh. Và nó không chỉ là không gian xanh nữa mà nó có sắc, có hương. Nó vừa thơm mà nó còn vừa rất là đẹp. Cây thì nó đa dạng. Có thể là một số nhà vườn thì chủ yếu là sử dụng những cây để làm bóng mát. Nhưng có một số thì chơi đồ kỹ hơn và những cây có thể làm chuyển dáng bonsai đương đại hoặc là nguyên liệu để chúng ta tạo tác thành những cái kênh nghệ thuật. Thì là mỗi một cái vườn đều có những cái giá trị riêng rất là thú vị. Điều quan trọng nhất là chúng ta được sống hòa mình với thiên nhiên. Đấy, hòa đồng với thiên nhiên, cảm thụ những cái giá trị của thiên nhiên mang lại cho con người. Rất là nhiều những cây xanh đang long. Long chắp có mà long thịt có. À, cây to cũng có mà cây nhỏ cũng có. Cả cây đỏ đỏ cũng có. Như này là bông hoa rất đẹp ở giữa rừng cây. Quý vị thấy thế nào ạ? Cho ý kiến nhé. Một cô bé rất là vô tư hồn nhiên. Mang cho làng cây của chúng ta một cái khí vị mới, một sắc màu rất là mới, rất là tươi. Từ ngày Phương Hoa về kết hợp với kênh YouTube Nghệ thuật Bonsai và ngày hôm nay thì lại làm biên tập viên của Việt Nam Hương Sắc, thì đúng là mọi thứ trở nên rất là vui, rất là không khí và tinh thần. Mỗi khi chúng tôi đi đến đâu thì đều tạo ra được một cái dấu ấn, đặc biệt là mang cái tiếng cười đến cho tất cả những nơi chúng tôi đến. Đó, như cây long rất là già, một đôi song thụ. Làng nghề thì nó cũng rất là nhiều bàn tay. Rồi đẳng cấp, trình độ có sự chênh lệch khác nhau. Đấy, những cái điều chung chính là cái điều là đam mê.
không cần biết là có thương mại được hay không, nhưng mà chúng ta thấy rằng là không gian của tất cả anh em ở đây cứ phải xanh, cứ phải mát, cứ phải tươi, cứ phải là thiên nhiên, cứ phải là đẹp nhất. Còn thương mại tính sau, đây là điều tuyệt vời. Vâng, anh là chủ vâng, nhà. Vâng, cảm ơn anh nhé. Dạ, cho vâng, em vâng, quay anh. Phim cái nhà mình. Dạ vâng ạ. Rồi, em tạm biệt anh. Vâng. Chúc anh thành công nhé. Vâng, chào anh. Goodbye.